Cái gì? Ui mẹ. Ảo thật đấy. Bắt. Oh my god. Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thẻ gì đây? Hôm nay ta sẽ chơi một tựa game mới nhỉ. Tựa game tên là Power anh em ạ, một tựa game Pokemon kết hợp với bắn súng sinh tồn giống kiểu ARK ha. Game này vừa mới ra mắt thì mình cũng có vừa mới mua xong và mình sẽ chơi luôn ha. Game này trên Steam anh em nhé, anh em thích nào tải thì tải trên Steam ha. Mình sẽ để tên là Pokemon Iceland. Đây là hòn đảo Pokemon anh em ơi. Em có muốn tự play hoặc là on off hoặc là thế nào cũng được. Chế độ khó normal hoặc là casual normal thôi anh em là được. Finish setup. Rồi vào game xem như thế nào ha. Game này dạng kiểu 3D nhìn trông hay phết anh em ạ. À mình sẽ tên này. Đây là tên của mình nha. Mình tên là Thành AZ. Chuẩn bài luôn. Confirm. Face, hair, voice, reset. Ừ. Tại sao tôi không thể chọn được. Đây là nữ à? Ở nam này anh em. Nữ nam này. Quả tóc là đẹp à? Già vãi. Này nhìn trông hơi ấy, hơi trầu. Ok, tóc nào đẹp nhỉ? Tóc này trông đẹp đấy. Body có hai loại body anh em. Ui đây được liền nữ nam ạ. À. Oh my god. Ui hồi vai. để như thế này cho nó vừa anh em. Face. Đây face khuôn mặt này đẹp trai rồi, tóc thôi anh em. Tôi muốn kiểu tóc nào. Ái chà, quả tóc này trông đẹp đấy. Hoặc tóc này đỉnh được, tóc này trông đẹp anh em ạ. Mình có thể để một màu tóc trắng trông đẹp. Ây xa. Ok, có thể voice vùng thôi, không cần thiết. Chết xong rồi anh em nhá. Tôi vào game xem chơi thế nào ha. Game này thấy giờ bảo giống ARK nhưng mà nó là Pokemon. Các kiểu đà điểu. Ôi, cũng con gà, một con cừu, một con gì á, chúng ta tỉnh dậy ở một bên bờ biển anh em ạ. Tôi không biết là cái gì. Bờ biển hoang tàn, hoang vắng ạ. Có một cái tấm thẻ ở phía trước mặt chúng ta anh em ơi. The Tower Aki. Như là một cái chìa khóa hay cái gì đó. Trông khá là xịn sò anh em nhỉ. Trông hay phết. Đấy, tôi có thể đi được rồi anh em ơi. Đầu tiên là chúng ta pick up. Chúng ta sẽ nhặt cái brancher hoặc là hit and tree. Đấm vào cây anh em. Hình như là đấm vào cây hay sao, từ từ nhé. Nhiệm vụ thì có rất là nhiều thứ nên tôi sẽ đi thử. Mở cái option menu bằng nút ESC ạ. Đây là party này. Đây là các công cụ này. Product, GUI, option, inventory là đồ, hòm đồ của mình này anh em. Build, mình có thể mở cái menu. Uầy, đồ họa đẹp phết anh em ạ. Mượt phết đấy, trông mượt mà phết. Ui, thế giới rộng lớn thế. Cái gì nè? Con gì này anh em? Khủng long của hai con gì này? Con voi ạ. À, con voi mình thấy trên cái trailer rồi anh em ơi. Trông hay phết nhỉ. Wow, trông được đấy. Được, được phết anh em. Đi thôi, chúng ta đi đâu đây? Tôi không biết tôi sẽ đi đâu nhưng mà nhìn trông hay ấy. Ở đây có hình có cái tượng con chim anh em ạ. Unlock, cái này là cái này là fast travel. Chúng ta có thể di chuyển nhanh hơn anh em, kiểu thế. Ok, rồi tôi sẽ đi đâu đấy. Cái fast travel, đây cái fast travel đúng không? Cái có map không? Đây map đây anh em. À, map rộng phết đấy. Các hòn đảo nối liền với nhau anh em. Giữ ship để chạy. Ừ, chỗ này không đi được nhá. Chỗ đấy phải nhảy xuống kiểu gì ấy. Ok, đây những con mình cho gặp trên đường này. Hello. Lambon. Có thể là Lambon anh em. Nhảy xuống có quẳng nhỉ? Liệu rằng nhảy xuống có quẳng không? Đây có đường đi mà. Tội gì mà phải đi kia. Chúng ta phải nhặt mấy cái này này anh em. Đấy, nhặt gỗ anh em ạ. Ok, bây giờ tôi sẽ làm gì tiếp? Còn rất là nhiều thứ để tôi có thể làm anh em. Anh em thì tôi sẽ xem là open cái option menu với check cái survival GUI ạ. Nó bảo mình check cái survival GUI ạ. Nó là cái nào? Survival GUI đâu? Party Powder. Cái này chắc là GUI này anh em ơi. GUI Master. Ở ESC. Lựa chọn cái primer. Workbench và đây workbench và cho đặt đây anh em, cái bàn chế tạo anh em nhá.
Rồi, theo bàn chế tạo này. Giữ để build ạ. Ok, chúng ta chế cái gì đấy ạ? Chế cái bàn này, bàn chế tạo. Xây cái bàn chế tạo trước. Rồi, complete cái bàn chế tạo nha anh em. Tiếp theo chúng ta sẽ grab cái pause spell, open the category screen từ cái menu và unlock cái pause spell. À, tôi biết là unlock cái gì rồi. Đây, nó bảo mình codex là những con mà mình đã gặp anh em ạ. Nhá. Rồi, chúng ta sẽ ấn vào đây thì chúng ta sẽ unlock cái này. Unlock cái pause spell rồi anh em ơi. Còn cần có gỗ này, có stone này. Yêu cầu thêm cái gì ở đây? Cái này cái gì? Mảnh Padium anh em ạ. Cái này như chắc quả cầu để bắt mấy con Pokemon hả? Bắt Apple khi ném. Ok, mình hiểu tương đối anh em ạ. Chúng ta sẽ chế một vài thứ gì đó. Cần gỗ anh em, cần gỗ và cần stone à. Nó đi lấy gỗ đó nha. Cái này giống kiểu ARK mà nếu mà anh em chơi ARK rồi anh em sẽ hiểu cách chơi của nó thôi, không có gì khó cả. Quặng này anh em. Có gỗ kìa anh em ơi, ra kia lấy gỗ cái. Nice. Bên đó con gái, con trai là con trai chứ. Có mỏ đây mỏ gì? Để nhặt được gỗ anh em ơi. Này cái gì? Cho cái đấm gỗ, đấm cây anh em ạ. Đấm cây y hệt như ấy luôn. Đấy, cho nhận được gỗ anh em ạ. Chúng ta cần nhiều gỗ và nhiều đá các thứ à. Tôi nghĩ tôi sẽ cần làm một cái gì đó. Kiểu tôi bị mệt đấy anh em nhỉ. Cái này là bạn có điểm start chưa sử dụng à? Okay. Từ từ anh em ạ, tôi sẽ lấy gỗ nhiều đã nhá. Hay phết, nhìn có vẻ là hay ho phết anh em. Fiber goods, rất là nhiều thứ để chúng ta có thể lấy được. Ok, xong chưa? Cái thanh dưới là chúng ta sẽ phải dừng lại ha, để nó hồi lại như kiểu thanh thể lực anh em, kiểu dạng thế. Đá lấy đâu nhỉ? Tôi chưa biết sẽ lấy đá ở đâu luôn ạ. Bên kia có đá không? Sang bên kia nhặt mấy cục đá hay là cái gì đó ha. Đã đủ chế chưa nhỉ? Inventory, technology. Cần đá anh em ạ, cái nào cũng phải cần đá, thừa gỗ rồi nhưng mà cần đá. Ok, tôi cần lấy một cái này, có thể là chế được tạm một cái này à. Nhưng mà cần phải có cái bàn chế anh em ạ. Đây có cái đá này anh em, có lấy được không? Được cái gì không? Phải được cái gì ạ? Cái này không phải là đá à? Đá ở đâu? Đây là Padium. Padium đây là cái mảnh là Padium đúng không? Padium. Đây là mảnh Padium, ok, nhặt ở đây ạ. Nhưng mà đá ở đâu? Kia cái hòm kìa. Cái gì đấy? Pick up. Chúng ta nhận được cái gì đấy? Bạn đã tìm thấy một cái ghi chú từ nhà khám hiểu khác, bạn có thể kiểm tra hành trình của họ từ các tùy chọn là nhật ký anh em ạ. Chúng ta nhận được cái nhật gọi nhật ký. Bên này mình sẽ tìm hiểu sao, bên này có một cái hòm này. Cho có gold coin, có tên ạ. Có hơn 500 gold ạ. Gold này làm gì? Gold này làm gì? Đây đá này, hình như là đá anh em ơi. Stone này đấy chứ. Có đá nhá. Có đá anh em ạ. Nước đây để uống à. Má chết rồi. Đưa đường này đi về kiểu gì ấy. À, leo được anh em ơi. Chúng ta leo được. Leo được. Hay đấy. Chúng ta sang đây khám phá đó. Đi sao? Con gà kìa mẹ. Từ từ á. Tôi nhặt stone đã nhá. Tôi đang thiếu ít stone đó. Con gà đây, stone rất là nhiều luôn anh em. Mình kiếm một cái chỗ nào đó để mình xây nhà nó sẽ hợp lý hơn anh em nhỉ. Cái này có thanh thể lực nhá. Và kia có mấy con này. Nhiều con phết đấy. Nhặt luôn gỗ ở đây đỡ phải đi đâu ha. Mình đặt cái chỗ kia nó hơi bị xa. Mình nghĩ mình nên làm cái trại nó ở đâu và quanh đấy nhặt đá xong về làm một đống các cái công cụ ha. Ok, nhặt đá đi nha, cứ nhặt đá nhiều vào. Nhặt đá nhiều làm mấy công cụ, không đi đào đá nó sẽ đầy mà. Đang mệt rồi thì không được chạy nhanh đấy anh em. Dĩ nhiên là như vậy. Cái này cái fiber không nhặt được nhỉ, giống như kiểu kia không nhặt được ta. Đá này.
Thì mình đánh mấy con này không được đâu, tôi cần có vũ khí trước. Đấy, lên level nhặt vũ khí, à, điểm start như là nâng vào máu miếng các thứ, hoặc nâng vào cái tốc độ hoặc cái gì đó, thể lực cái gì đó anh em ạ. Theo tôi nghĩ là thế, tôi đoán thế. Ừ, ok, nhặt đá, đá to quá không nhặt được. À, có nghĩa là có lẽ là ok rồi đấy, tôi sẽ đặt một cái workbench ở đâu đấy nhờ, gần gần đây được. Cần gì đi đâu xa đúng không, đây về về chỗ này đẹp. À, có cái sân ở đây, mình đặt luôn ở cái sân đây này. Hay phết anh em ạ, game này xứng đáng để anh em có thể là chơi bời, lựa chọn các kiểu hay. Đó, ok, đặt một cái ở đây. Chúng ta sẽ cần khoảng 2 gỗ thôi mà, cái này thì nó khá là dễ thôi mà anh em. Đấy, đặt đây luôn thôi. Tối rồi anh em, trời tối. Tôi nghĩ tôi phải tăng thêm cái độ sáng lên anh em ạ. Complete, đây chúng ta sẽ lấy một cái này là cái touch, cái này Padium trước này. Chế một quả cầu này. Đây chế quả cầu anh em ạ, cho chế quả cầu bắt poke. Xong rồi tôi sẽ một cái rìu stone ace để chặt gỗ anh em nhá. Một cái rìu chặt gỗ này. Tôi cần một cái gậy để đập bọn nó cũng được anh em nhỉ. Yeah. Thiếu cái này, thiếu cái gỗ rồi. Rồi ok. Tôi nghĩ tôi sẽ lấy cái này để tôi đi đập bọn nó, bắt Pokemon kiểu gì anh em ơi. Đây nó có hướng dẫn đây mà. Oh my god. Nhưng mà vấn đề là chúng ta muốn cho vào các cái slot thì như thế nào? Chúng muốn cho mấy cái này vào slot key item technology. Đây tôi có thể nâng điểm không? Cho start. Đây hình như nâng điểm anh em, HP stamina, tôi nâng một cái điểm vào máu trước anh em nhá. Technology là chúng ta có thể nghiên cứu thêm những cái khác, để có thể là ấy là lửa trại này, chắc là có thể sinh tồn nó, wood chest này, mở hết luôn, tội gì. Xây nhà, cái này xây nhà xây cửa các kiểu ấy anh em ạ. Ok, nhưng mà có vẻ như cái này nó đang hơi bị ấy, chỗ này mình xây nhà là đẹp anh em. Vấn đề là chúng ta muốn Stone A, à đây, ok, thấy rồi đây. Postband Inventory bia là ấn vào đâu? À, đây. Muốn đổi vũ khí thì ấn vào đâu nhỉ? À đây. Thấy rồi anh em ơi. Khi Pokemon cái bọn Paw ấy anh em thì cho nó yếu à, xong ấn nút Q để ném cái quả cầu Poke anh em ơi. Là hợp lý à. Build Paw Box. Ok, đập con nào nhỉ? Mình sẽ bắt một vài con Pokemon ở trong này cái xem như thế nào nhá. Ta còn làm bass trước anh em ạ. Ok. Oh my god, bình tĩnh nào. Ấn Q anh em ơi. Vãi. Quả cầu tôi đâu rồi? Quả cầu. What the hell man? Cái quả cầu ném xịt cái là chúng ta ấy à anh em? Vãi cả nồi anh em ạ. Quả cầu ném xịt cái lạ oẳng luôn ạ. Quả cầu đâu? Quả cầu ném xịt rồi. Đánh bọn này nó cũng lên level mà. Oẳng luôn ạ. Ok. Hải vãi đạn anh em. Nó tăng đi đâu ấy. Tôi chẳng biết được. Cái này có thể chặt gỗ nhiều hơn anh em. Rồi cái đĩa về sau vậy. Sao chặt gỗ nhanh lắm. Good Fiber. Chặt được cả một cái cây luôn anh em ạ. Trứng anh em ạ, nhặt được cả trứng gà. Trứng gà chắc là để ăn uống gì đấy. Con này nó không phải là khó lắm đâu. Nhưng mà tôi hết đấy rồi. À, thế tôi nghĩ tôi phải quay lại tôi nhặt mấy kia, nhặt thêm đá anh em ơi. Nhặt thêm đá làm thêm một cái công cụ và thêm một vài quả cầu á. Tôi sẽ bắt ba con này trước. Rồi tính sau anh em nhé. Sao mà đi đánh nhau được không thì tôi cũng không biết. Đi khám phá các kiểu con đà điểu. Ok, nhặt thêm đá đi á. Có đá đâu thì nhặt đá đi. Gỗ đầy mà anh em nhờ. Gỗ thì đầy ra rồi. Cái này là cái giới hạn nó ở đâu nhỉ? Hay phết nhờ anh em. Game hay đấy. Hay ho ra phết đấy nhờ.
Ok, đã xong. Đây là mỏ đá này, nhưng mà phải cần có cái cuốc chim anh em ạ. Có cái cuốc thì mình có thể đào được. Không đào đâu. Đào mắt. Stone, ok. Tôi nghe về làm cái kia xong rồi đi dùng để khai thác khoáng sản. Có mấy con đấm nhau kia kìa. Game hay phết nhờ. Đây có một cái mỏ này anh em cần phải lấy đánh cái này à, lấy cái này à, đập cái này à. Cái này không phải là cây công cụ để mà đào cái này. Cái mảnh pao gì, pao gì. Hẳn cái mỏ này rất là nhiều anh em. Oh my god. Tôi chế cái này luôn anh em nhá. Phải giữ cái này để mình có thể chế được ạ. Ok, là sao phải ném trúng con này á. Đâu? Đâu? Đồ của tôi đâu? Đây. Nó là đây mà. Remote. Đấy, cái này đi đào mấy cái này chắc là được anh em. Cái này không có ngày đêm nhỉ? Như đang chiều hay sao này? Đào đào nhiều nhiều này cái để có thể chế được cầu poke anh em ơi. Đập rất là nhanh luôn. Cái mỏ kia là mỏ gì đấy? Mỏ gì? Mỏ gì đấy anh em? Không đập được cơ anh em. Cái mỏ này không đập được luôn ạ. Vãi cả đạn. Cái này có thể chế được khoảng 4 quả rồi đấy anh em ơi. Có thể chế được 4 quả rồi. Good stone, thiếu stone rồi. 3 rồi anh em. Không phải chế được 4 đâu. Cái này chế nhanh hơn, chế từng quả lâu lắm. Ô không, có thể vẫn chế từng quả một anh em ạ. Vẫn phải chế từng quả một. Rồi, bắt con gà trước anh em ơi. Bắt con gà trước đi. Đập con gà cho nó yếu máu đi. Nó nổi điên đi. Ây dồ. Nào. Nó có chiêu phi anh em ạ. Chiêu phi này. Úi dồi, tí mất máu nha bạn. Chiêu phi này. Hấp chết chưa? Giữ quy à? Thế nhưng phải giữ quy anh em ạ. Ơ quy đâu? Throw. Ấn quy anh em ạ, không cần về. Ê. Làm sao mà có thể lấy được? Quy đâu? Làm gì có cái gì đâu? Đập con này đã. Mẹ nó cứ dí mình kinh quá. Ấy à. Mày nhờn. Ok. Cái đâu rồi? Cái paw của chúng ta đâu rồi? Ờ. Tôi không biết là cái paw của chúng ta ở đâu luôn anh em ạ. Đây tôi mở rồi mà. Tôi đã cầm lên chưa? Chưa cầm ạ. Vãi cả đạn. Đúng là vãi cả đạn. Ê, thế này có thêm một vài cái này tiếp xuống đào thêm anh em nhé. Ok. Thảo nào không thể lấy bắt được tại vì chúng ta chưa cầm lên. Ok. Cầm phải khai thác nhiều cái này vào anh em ạ. Để chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Đơn giản như đan rổ vậy. Đâu có mấy con nào đâu. À, bắt con này luôn anh em ơi. Tôi nghĩ bắt con này hơi bị hay đấy. Đây 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 đây. Sao chạy nhanh thế? Castiva. Ok, con nhiều con mèo nhỉ. Con mèo. À, có chiêu gì? Ui mẹ. Bắt. Ok, hay đấy. Được rồi. Có Castiva rồi anh em ơi. Castiva. À, access cái power box để summon ra con này anh em ạ. Power box ở đâu? Cái này là Survivor GUI đúng không? Nó bắt mình vào đây mình xem đúng không? Access cái power box. Cái power box ở đâu? Power deck này. Ở đâu? Next stop à? Pasty này. Đấy. Đây đây con này đây. Edit. Đây là Pasty mà. Power box và summon
Pau Jaws Bay ạ. Chúng ta phải ấn vào đâu? À, tôi cần phải sưu tập cái mình phải xây cái power box trước anh em ạ. Ok, tôi đập mấy con này đã, xong rồi bắt hết mấy con này về đã. Đi sau. Ok. Anh em ném xịt là ăn kẹt nha. Bắt được hai con rồi anh em. Bắt hết đi đã, xong rồi về nhờ. Yeah. Đang hay đúng không? Đang hay thì không thể nào mấy được. Đâu rồi, còn cái gì không? Tôi đang xem Lambas còn con gì ở ngoài tự nhiên bắt nốt. Con này có bắt con gà nữa là xong nhỉ? Bắt con gà với khai thác tí đá đủng cái thứ nó đẹp. Nó sợ nó chạy anh em ạ. Thế bọn này chạy là dĩ nhiên rồi. Ok anh em ơi. Thế thôi. Bắt đơn giản quá, bây giờ tôi bắt đơn giản quá rồi anh em ơi. Mình về mình xây cái power box rất là đẹp. Khai thác thêm ít ít đá nữa anh em nhờ. Đến đâu về đá. Ma này. Ngáo thật. Đâu phải đá, bắt được ba con rồi, ba cái chủng loài khác nhau rồi anh em. Mỏ đá là chỗ nào nhỉ? Hay đây là mỏ đá này, hình như đây là mỏ đá anh em ơi. Không cần về ấy luôn. Ok, tôi có thể gọi ra được này. Ok. Đấy, mang có thể đi đánh nhau được anh em ạ. Triệu hồi được à? Triệu hồi được luôn. Cứ đi khai thác đã, xong rồi tính sau anh em. Mình hết đấy nhá, hết. Còn phải build nữa kìa. Mệt phết nhờ. Cái này rất là stone ạ. Cái này cũng có cả cái mảnh Palladium Fragment nữa. Mệt quá rồi tôi phải đấy. Ok, hay phết anh em ạ, game hay ấy. Nên chơi có cả ox các thứ cơ. Khai thác hay phết ấy. Tôi nghĩ là ui cân nặng của chúng ta nó cũng khá là ấy rồi. Ok, về nhà đã chế thêm cái kia đã. Dạ. Castiva mình nghĩ mình xây mẹ nó ở đâu đó quên đây là được. Không nhất thiết là phải ấy đâu. Đấy, con này đi theo luôn này, mình sẽ chỉ triệu hồi được một con duy nhất trong một cái thời điểm này anh em ạ, không thể triệu hồi được nhiều à. Đây, cái số lượng mình có thể mang được là 350 anh em nhé. Rất là nhiều, mình có thể chế rất là nhiều bóng poke ha. Chứ hết rồi đúng không? Hết sạch rồi đúng không? Hết sạch rồi, không còn gì. Ok. Chúng ta có thể tăng cái số lượng ấy lên anh em. Build anh em ạ, chúng ta sẽ build cái power box vào đây. Repair bands, cái này repair bands. Con kia nó cũng sẽ xây hộ mình luôn anh em ạ. Hay phết nhờ. Con mèo kia nó cũng sẽ xây hộ mình nhờ. Được phết. Xây lên. Ok. Xây này hơi lâu anh em, không nhanh em đâu. Đã xong anh em. Tôi sẽ chế thêm những cái quả cầu này nữa này. Max luôn. Làm việc đi anh em. Cái này chúng ta có thể đi khám phá thêm rất là nhiều nơi mà có thể chế những nhiều thứ. Chế nó sẽ tăng điểm kinh nghiệm và ta sẽ lên level nhé. Bọn kia lên level theo anh em ạ. Làm việc đi. Hãy làm việc thật tốt đi các bạn. Build một cái power box. Còn nhiều thứ lắm anh em. Trời tối rồi anh em. À, chưa cầm cái quả cầu ấy luôn anh em ạ. Rồi, cho tôi nghĩ là sẽ tăng cái độ sáng của cái game này lên thì nó sẽ ấy hơn à. Game setting này. Graphics. Cái nào là độ sáng vậy? Không có luôn ạ. Không có tăng độ sáng luôn ạ. Vãi đạn. Camera. Vãi nổi. Không có độ tăng độ sáng luôn. Đêm mình trông tối lắm anh em. Mình đang đói. Ok, thế chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào và hẹn lại anh em trong tập kế tiếp nha. Đẹp trai. Có gì sai nhờ? Đẹp trai thế.